Em Linh ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Hôm nay thì em Hương lại tiếp tục báo giá đây. Hôm nay thì em Hương về thêm rất là nhiều Innova. Innova từ đời 2011, 2012, 2014 và 2015 em đều có ạ. Em cảm ơn anh Nguyễn Đức Anh này, chào bác Lý Dậu, chào bác xưởng may Long Hàng này. À xưởng may Long Hàng đấy ạ. Xưởng may Long Hải nhé, chào em Hương, cảm ơn anh ạ. Các anh ơi chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm em không ạ? Số điện thoại em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Thả tim cho em gái, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn bác Ngô Dũng nhá. Serum bên em Hương với địa chỉ duy nhất, giao dịch duy nhất với một địa chỉ là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương, ở khu vực miền Bắc này. Những bác nào mà đang quan tâm về những dòng xe nào thì nhấc máy lên và trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương qua số hotline em đã ghi ở đây rồi nhá, 0354602790 ạ. Chào bác Nguyễn Xuân Cường, chia sẻ cho em Hương được không ạ? Hôm nay em về rất là nhiều xe, đặc biệt là Innova và những dòng xe như Vios. Vios số sàn bản E 2010, 2012, 2016, bản G 2015 số tự động. 5 chỗ ngồi gầm cao em về rất là nhiều, nhưng nhiều nhất vẫn là Innova. Đợt này em Hương chơi lớn luôn. Innova em Hương về thêm cùng một lúc 6 đầu xe Innova toàn tư nhân sử dụng máy số thì cực ngon luôn. Chào anh Vĩnh Đình ạ. Chia sẻ cho em Hương cộng mua xe em sẽ giảm luôn cho mỗi bác 10 triệu đồng. Chào anh Lê Tiến nhé, mỗi anh cho em Hương xin một lượt chia sẻ lên trang cá nhân hội nhóm dân không ạ? Chia sẻ cho em được không ạ? Chào bác nhà xe Lợi Phạm này. Còn bây giờ em sẽ xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá, buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay nhé. Chào bác Ngọc Khang, chào anh Vinh Sport này, chào anh Vĩnh Đình. Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm về xe rồi, em xin phép được quay sang cam sau luôn nhé. Báo giá luôn, tặng luôn cho mỗi bác 10 triệu đồng khi mua xe bên em Hương. Các bác chỉ cần xem xe, chốt đơn cộng chia sẻ thôi. Nên là các bác ơi chia sẻ nhiệt tình lên. Những cái lốt chia sẻ nó chỉ là hoàn toàn miễn phí thôi. Nhưng khi mà mua xe em Hương nhìn thấy rằng anh Lê Tiến, anh nhà xe Lợi Phạm, anh Ngọc Khang hay theo dõi và hay chia sẻ cho em Hương, thì em sẽ để cho mình một cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Chào bác Lợi Phạm này. Hôm nay thì em Hương sẽ lên sóng đầu tiên một chiếc xe Tucson. Tucson đời 2011 số tự động, máy xăng 2 cầu số tự động đẹp, biển 34, tư nhân Hải Dương sử dụng. 5 chỗ ngồi gầm cao SUV, gương kính thì cụp chỉnh auto, đèn bi salon, cửa sổ trời toàn cảnh nhé. Phím mở một trạm thông minh, em này thì đầy đủ công nghệ luôn. Ghế lái là ghế lái chỉnh điện này, túi khí an toàn, tăng giảm âm lượng. Có khóa cầu V-Sai đầy đủ rồi, điều hòa thì auto, sấy sưởi kính có, sấy sưởi ghế đều có luôn này. Có luôn màn hình giải trí nhé. Đây là các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không ạ? Chào bác Xuân Thanh, chào bác Boy Nam Vũ Văn này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên các trang hội nhóm khác nhau xem được không ạ? Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi. Tucson máy xăng 2 cầu số tự động đẹp 400... Em này là 400 bao nhiêu nhỉ? 455 triệu. 455 triệu cho tức Tucson của em Hương đây ạ. Innova thì em Hương về thêm rất là nhiều. Ở đây thì còn có một chiếc xe Innova biển 21 bản E-Sit, động cơ là 2.0 nhé. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Các bác nhìn này, form dáng của Innova này. Em này là form dáng mới rồi. À em này vẫn là form dáng của 2012. Innova đời 2012 số sàn động cơ trang bị 2.0. Em Hương đang bán là 345 triệu cho chiếc xe Innova đời 2012. Em Hương còn có 2011 này, 2014 và 2015. Thì đây là chiếc xe Innova đời 2012, giá chào bán là 345 triệu. Hồ sơ em sẽ Hương sẽ rút cho mình để các bác đi đỡ phải vất vả này. Cộng thêm là em sẽ bớt luôn cũng như tặng luôn cho khách hàng nhà mình 10 triệu đồng nếu như bác nào chốt trực tiếp trên livestream cho em nhé. Chào anh Trình Bùi, chào anh Lặng Nhìn Cuộc Sống này. Các bác nào quan tâm về mẫu xe nào thì cứ bình luận ở phía dưới cho em nhé. Nhiều khi là nó bị ẩn comment nó không đọc được, nhưng nếu mà em nhìn thấy em đọc sẽ đọc luôn cho mình. Em sẽ đi ra ngoài lắng trước này để em quay mấy chiếc xe bên ngoài đây. Nhiều Innova lắm luôn, hôm nay em về một dàn Innova luôn. Giá thì cực đẹp mà toàn xe tư nhân gia đình sử dụng thôi. Ở đây thì còn một chiếc xe Innova biển 20 nữa này. Innova với hai mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi có rồi. Innova form dáng mới đời 2014 đây nhá các bác nhá. Innova đời 2014, giá chào bán là 360 triệu. Đến 2014 và 2015 thì nó là form dáng mới rồi. Thì đây, Innova số sàn đời 2014, động cơ trang bị 2.0,
giá chào bán là 360 triệu. Nếu như bác nào đang cầm tầm tiền ở trên 300 mà muốn mua xe đẹp thì em để luôn nhá, vừa mới về thôi, tặng luôn cho mỗi bác 10 triệu đồng nếu như mà mua xe bên em. Giá chào bán 350 triệu cho bác nào chốt trực tiếp trên livestream cho em, cho chiếc xe Innova của em Hương đây ạ. Em chào anh Nguyễn Dũng, cảm ơn bác Nguyễn Thế Vinh, chào người đẹp, cảm ơn anh Sở May Long Hải này, toàn xe đẹp thôi. Bác Xuân Cường ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm dân không ạ? Số điện thoại em ghi ở đây rồi. Innova đây ạ, 360 triệu, bác nào chốt trực tiếp trên livestream, em cắt luôn cho mình cũng như tặng cho mình 10 triệu đồng trên livestream luôn. Mở bên trong nội thất ra này, form dáng mới rồi. Ghế da cao cấp này, zin đẹp toàn xe luôn các bác nhé. Đời 2014 nên là form dáng cực đẹp luôn. 2014, 2015 sẽ là form dáng khác. Còn 2011, 2012 thì vẫn là form dáng cũ, nhưng mà máy vẫn là máy zin luôn. Em chào anh Nguyễn Thái nào. Em sẽ đi qua bên đây nhé. Ôi ôi, Kia Soluto. Con này về bao nhiêu rồi? Để em mềm. Đó, 2020 kìa. Hôm nay em Hương còn về thêm một chiếc xe Kia Soluto đây các bác này. Đời 2020 nhá. Soluto, Kia Soluto đời 2020, biển 37 với 3 mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ rồi, giờ mới cập bến bên em Hương đây. Mới cập bến bên em đây các bác này. 2020 số tự động đẹp cho dòng Kia Soluto mà giá chỉ có 439 triệu thôi. 439 triệu cho dòng xe đẳng cấp luôn. Lâu lắm rồi thì em mới về thêm chiếc xe Kia Soluto ấy nhá, mà còn đời 2020. Em chào anh Nghĩa Phan, chào anh Nguyễn Vinh, chào anh Long Giang. Chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hôm nay là một buổi trưa có gió, có nắng này và có nhiều xe đẹp luôn. Đây các bác ơi, số tự động đẹp Kia Soluto, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, ghế da cao cấp rồi. Xe đẹp quá lắm luôn. Phanh ABS, la răng thể thao, chống bó cứng đầy đủ cho em này. Phanh ABS đầy đủ rồi. Soluto 439 triệu, còn thương lượng lộc ná thêm. Dù là xe vừa mới về nhưng em Hương cũng để cho mình cắt luôn còn 429 triệu, bớt luôn 10 triệu đồng. Có che vào đét cờ đuôi không em ơi? Anh Ní Điệp ơi, cờ đuôi anh hỏi đúng người rồi. Cờ đuôi thì em đang về thêm rất là nhiều xe. Em đang về thêm một chiếc cờ đuôi trắng nữa này. Còn là ở bãi em đang có chiếc cờ đuôi đen 20 bao nhiêu nhỉ? 2011, 2015, đợi em một chút anh nhá. Quay cho anh Tucson 2010 nhé. Cảm ơn bác Hoàng Tử Bonsai này, một chút nữa em sẽ gọi cho anh ạ. Cờ đuôi anh ạ, em một chút nhá. Ở đây em sẽ quay cho một chiếc siêu phẩm này. Hôm qua bác nào hỏi em về chiếc Ford Mondeo thì đây nhá. Một siêu phẩm Ford Mondeo bản này là 2.5, tức là bản đủ này. Đèn bi salon này, form dáng chuẩn cán bộ luôn. Phanh ABS, chống bó cứng, xi nhan trên gương đầy đủ rồi. Bản này là bản 2.5 nên có cửa lóc. Nếu như bác nào đã từng đi xe Ford Mondeo thì các bác sẽ không quan tâm nhiều về chấm, đúng không ạ? Mà quan tâm trực tiếp về máy số này. Ghế da zin cao cấp, màn hình giải trí OLED đầy đủ cho em. Form dáng chuẩn cán bộ, nhìn như dòng xe hạng sang đây. Một dòng xe hạng sang chính gốc đây. Ghế nhớ 3 vị trí, ghế lái, ghế phụ đều là chỉnh điện cho em nhé. Ford Mondeo với giá là bao nhiêu tiền ạ? 160 triệu. Chốt trên livestream cho em, 185 còn 160 triệu thôi. Cam lùi, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Ghế lái, ghế phụ nhớ 3 vị trí cho em. Anh Lý Điệp ơi, đợi em một chút nhé. Tại vì em đang đi ở bên ngoài nên em sẽ đi vào bên trong quay cờ đuôi cho anh. Bên cạnh chiếc xe Mazda Fremacy thì em còn có một chiếc xe đây. Hyundai Elantra. Hyundai Elantra đời 2017, số tự động đẹp đây. Đèn bi salon này có giải đèn led đầy đủ rồi, cảm biến trước và sau đều có luôn, xi nhan trên gương. Giá chào bán là 515 triệu. Trực tiếp bớt trên livestream 15 triệu đồng. Tặng luôn cho khách hàng nhà mình quan tâm về chiếc xe của em Hương đây ạ. Đời xe bao nhiêu anh ơi, đời xe nào nhỉ? Con Ford Mondeo đấy là đời 2004 anh nhá. Còn con này là đời 2017 này. Hyundai Elantra đời 2017. Số tự động đẹp, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng rồi. 515 triệu chốt trực tiếp trên livestream ngày hôm nay. Em để cho mình còn 500 triệu tròn. Chỉ một mình em Lê Hương mới bán với cái giá này thôi các bác này. Phím mở một trạm thông minh này, xi nhan trên gương đầy đủ rồi, cửa lóc xịn xòa. Cửa lóc đầy đủ cho em rồi đây các bác ơi, để lại số điện thoại cho em được không ạ?
Chào anh Nguyễn Hưởng, chào anh Mão Long. Anh Mão Long ơi, lâu rồi không xem báo giá của em Hương à, chia sẻ cho em được không ạ? Chào bác My Kiều, các bác ơi nhìn xem có bị đơ không ạ? Ở đây thì em còn có một chiếc xe tập lái này, Spark 80 triệu, bác nào chốt em để cho mình còn 75 triệu. Biển D đăng ký 2 chỗ ngồi, xe công vụ của em Hương đây. Máy số thì cực ngon luôn các bác nhé. Spark đây, 18 Lam Định. Lam Định chào ba Tư, cảm ơn bác My Kiều nhé. Lam Định em rất là có duyên với Lam Định luôn. Em mới chốt một chiếc xe Accent về làm dâu Lam Định rồi các bác ạ. Accent màu đỏ 2011. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning Sport này. Kia Morning Sport số tự động đẹp đời 2011, giá chào bán là 218 triệu. 218 triệu cho chiếc xe Kia Morning Sport. Và điều đặc biệt là với 218 triệu là các bác sở hữu cho mình một chiếc xe số tự động đẹp nhé. Kia Morning 2011 giá chào bán 218 triệu. Số tự động đẹp, màn hình giải trí, ghế da cao cấp, máy số thì cực ngon luôn. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em ạ. 450 triệu chốt luôn. Chiếc nào 450 triệu nhỉ anh Nguyễn Thắng ơi? À, 450 triệu là anh đang bảo chiếc xe Hyundai Elantra của em Hương ạ. À? Hyundai Elantra của em Hương là 515 triệu anh nhá. Bớt 65 triệu trên livestream em buôn xe chứ không buôn ma túy nên là không bớt được nhiều như vậy đâu. Lên đi anh ơi, chứ còn giá đấy là không vào việc được. Giá em Hương nói là giá bán rồi, không phải là giá mặc cả. Chẳng qua là em tặng luôn cho các bác 10-15 triệu để các bác lại động lực lấy xe thôi. Chứ còn giá chung thị trường nó có rồi, chứ nếu như mà bán xe mà lãi 5-60 triệu một con thì không có được nhiều như thế đâu anh ạ. Bên đây thì em còn có Vios này. Một siêu phẩm Vios đời 2015, số tự động đẹp. Em này thì lên cho em là body kit nhá. Độ lên body kit xịn sò rồi. Vios 2015 bản G, số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 418 triệu. Đèn bi salon biển Hải Dương, xin nhan trên gương đầy đủ rồi. Độ body kit trước và sau siêu đẹp luôn. Động cơ chỉ có 1.5 thôi. Lên dòng xe Vios này là một trong những cái dòng xe mà ăn sâu và tiềm thức khách hàng Việt Nam rồi. Thứ nhất là máy số ngon, thứ hai là thân vỏ cứng cáp, thứ ba là không sợ bị hỏng vặt. Các bác nhìn này, nội thất bên trong với màn hình giải trí siêu lớn này. Đến bản G thì sẽ là điều hòa auto tự động cho em, ghế da zin, vô lăng ba chấu, có túi có tổ hợp phím bấm chân vô lăng luôn. Em Hương nói ra tiền em Hương nói ra tiền à, em đang chào bán xe, cứ bán xe là sẽ có lãi, là sẽ có tiền nhá. Chào bác Hương Xuân, bác Hương Xuân chốt chiếc xe nào để lại số điện thoại cho em ạ. Cảm ơn anh nhà xe Lợi Phạm nhá. Xe đẹp quá, Vios 2010. 2010 em có luôn. Nếu như mà 2010 thì em Hương có bản Nimo. Thì bác Lương Văn Phượng ơi, em có Vios đời 2009, cũng là bản e xịn luôn. Vios đời 2009 bản e xịn giá chào bán là 208 triệu biển 36 này. Mặc dù đời của nó sâu hơn so với những dòng khác là đời 2009, nhưng mà em Hương đã kiểm tra rồi, máy số phải cực ngon thì mới về làm đặt chân được vào bãi của nhà Lê Hương các bác nhá. Các bác nhìn này, 2009 này, sơn si sạch sẽ, phanh đĩa đầy đủ cho em rồi. La răng 5 chấu xi nhan trên gương. Đối với bản E này thì sẽ có phanh ABS chống bó cứng các bác nhá. Vios bản E xịn 208 triệu, em để luôn cho mình còn 200 triệu tròn. 200 triệu tròn có xe đi nhá, Vios bản E xịn đây. Các bác nhìn này, dù là xe có 208 triệu thôi thì nó vẫn phải đàng hoàng đúng không ạ? Ghế da cao cấp, máy số ngon, táp ly táp lô sạch sẽ gọn gàng như thế này cơ mà. 208 triệu là chốt trên livestream cho em ạ, còn 200 triệu tròn. 190 triệu thì chưa làm việc được anh ơi. Anh ơi lên một chút nữa đi rồi để lại số điện thoại cho em, kết nối Zalo 0354602790 trực tiếp chốt trên livestream cho em đi ạ. Nếu như anh Lương Văn Phượng nhá. Đây nhá, đây là một cái giá em nói trước toàn thể gần 100 khách hàng này. Nếu như mà anh chốt chiếc xe Vios này của em Hương này, đến lấy xe tại bãi, không bao gì, em để cho mình 195 triệu chiếc xe Vios bản e xịn đời 2009 của em. 195 triệu chốt trên livestream. Em Hương đang bán là 208 triệu bản e xịn đấy ạ. Không cái gì bằng thực tế, em livestream trực tiếp đây, tình trạng xe như thế nào thì em sẽ báo như vậy nhá. 190 rồi, cố lên 5 triệu nữa em chốt cho anh chiếc xe này là 195 triệu.
vào việc luôn. Phong cách làm việc với em Lê Hương nó khác lắm ạ. Lên các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em nào. Chia sẻ cộng chốt đơn là giảm mượn luôn 10 triệu đồng một đầu xe rồi. Còn chần chờ gì nữa đúng không ạ? Chào bác Phương Lê, chào bác Nguyễn Long Dâu, chào bác Bùi Hưng. Bên đây thì em còn có Kia Morning này. Kia Morning đời 2017, đời cao chốt vót mà giá rẻ nhá. Morning màu đỏ, đèn halogen, kết hợp đèn phá xương, đèn gầm đầy đủ rồi. 2017 với động cơ trang bị là 1.25. Em Hương đang bán là 228 triệu. 228 triệu là có xe Kia Morning màu đỏ đi rồi. Lại là còn đời 2017, đời rất là cao trong dòng xe cũ nhá. Trong dòng xe cũ thì em này đời rất là cao luôn. Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Kia Soluto, Kia Cerato em đều có. Nên là bác nào quan tâm để lại hồ sơ. Anh ơi, kể cả 195 triệu vẫn chưa bao hồ sơ được. Anh Lương Văn Phượng ơi, cố lên một chút đi anh. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning này. Kia Morning đời 2012, giá chào bán. Em này là biển van nhá. 225 triệu đời 2012, bản nhập Hàn có Kia Morning đi. Anh Lương Văn Phượng để lại số điện thoại cho em được không ạ? Em chào anh Hoàng Long, lâu lắm rồi anh Hoàng Long mới xem buổi báo giá của em Hương nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không các bác ơi? Ở đây em còn có Kia Morning nhá. Morning biển van, đăng ký 2 chỗ ngồi. Giá chào bán là 225 triệu. Đời 2012, số tự động đẹp với nước sơn màu trắng này, bản nhập Hàn, động cơ là 1.0. Đèn halogen kết hợp với đèn phá xương đầy đủ rồi. Các bác này máy số cực ngon, nội thất sạch sẽ, sơn zin đẹp luôn. 225 triệu còn thương lượng lộc ná thêm. Bên cạnh chiếc xe Kia Morning đăng ký 2 chỗ ngồi thì em Hương còn có một chiếc xe Vios này. Vios đời 2011, giá chào bán là 210 triệu đồng. Động cơ trang bị 1.5. Vì sao mà 2011 lại có giá là 210 triệu? Vì em này là bản Zimo. Bản Zimo lông lên thành E nhá. Lông lên thành E đây ạ. Tháng này vẫn bán đều nhỉ? Vâng anh ạ, được cái khách hàng quan tâm ủng hộ. Từ đầu tháng đến giờ bọn em cũng chốt hơn chục xe rồi. Nói chung là nhiều bác quan niệm về tháng 7 là tháng xấu hay là kiêng mua xe. Nhưng nhiều bác thì không các bác nhé. Cứ có đủ kinh tế để mua chiếc xe về đỡ lắng mưa là các bác đấy lên thôi. Dạ em có Hyundai Elantra. Anh Gia Huy ơi em có nhá. Số tự động đời 2017, 515 triệu anh nhá. Vios đây 2011, giá chào bán là 210 triệu đồng. Chào anh Seven Thêm, chào anh Nguyễn Duy Anh, chào anh Gia Huy và chào anh Triệu Long. Các anh ơi chia sẻ lên 100 khách hàng cho em đi nào. Hôm nay em về thêm toàn siêu phẩm thôi. Một chiếc xe Kia Soluto đời 2020, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.4, giá chào bán là 439 triệu. 439 triệu xe vừa mới đặt chân về bên Lê Hương chưa được 5 phút. Vẫn tặng luôn cho bác nào mà chốt cộng chia sẻ cho em. Còn 429 triệu vẫn bao rút hồ sơ cho mình. Vẫn bao rút hồ sơ cho mình cho siêu phẩm Kia Soluto màu đỏ ở đây. Còn anh Gia Huy ơi, Hyundai Elantra đây, biển 99 với nước sơn màu trắng đẹp, form dáng cực sang luôn. Nếu như Accent nó là bậc tiểu bối thì Hyundai Elantra nó là bậc tiền bối rồi. Với động cơ trang bị 2.0, máy số thì cực ngon luôn, em này là bản đủ. Con này là bản đủ này, đèn bi sa lông, giải đèn led, cảm biến va chạm đầy đủ ạ. Quay chi tiết con đó em. Anh Minh Quân ơi, quay con nào? Con Soluto phải không anh? Con vừa về đúng không ạ? Đợi em một chút em quay chi tiết cho bác Gia Huy xem chiếc này nhé. Xin nhan kết hợp chân hương gương rồi. Số tự động đẹp, cửa lóc xịn xò. Hyundai Elantra 2017 em Hương đang bán là 515 triệu. Bác nào chốt trực tiếp trên livestream, em để cho mình còn 500 triệu tròn. Sấy sưởi kính này, sấy sưởi ghế này, đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh đầy đủ rồi. Hyundai Elantra đây. Hai làn điều hòa nóng lạnh riêng biệt, thảm rối xịn xò luôn, dễ dàng vệ sinh và sạch sẽ nhé. Phía sau xe lắp Lipo rồi, bốn mắt cảm biến va chạm. Bản GLS là bản đủ xịn xò rồi các bác ơi, đầy đủ hết đồ chơi công nghệ rồi. 515 triệu, còn 500 triệu tròn, chốt trực tiếp trên livestream cho em ạ. Chào bác Gia Hân, chào bác Đặng Công Minh, chào bác Hùng Nguyễn này. Còn bên này thì em mới về một siêu phẩm Soluto đây. Kia Soluto đời 2020, đời cao chốt vót luôn, đỉnh của chóp luôn. Xin nhan trên gương, đèn halogen, phía dưới có đèn gầm và giải đèn led định vị ban ngày đây. Quay chi tiết luôn.
439 triệu đời 2020 cho siêu phẩm Kia Soluto của em Hương đây ạ. Màu đỏ đẹp các bác nhá. Xin lỗi các bác, em phải uống hâm nước, khát nước quá. Đây nha, em quay này. Một dàn lốp mới dày dặn này, hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi. Siêu phẩm vừa mới về đây. Các bác ơi, sáng tháng nào thì cũng là có xe đẹp. Tháng nào em cũng về xe, mua bán xe để vẫn hoạt động bình thường. Đừng kiêng tháng cô hồn mà không mua xe. Tháng này xe cực đẹp luôn. Về rất là nhiều xe này. Số tự động đẹp đây các bác này. Đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng rồi. Có màn hình giải trí nhá. Soluto 2020 439 triệu. Tặng luôn cho bác nào chia sẻ bài viết ngày hôm nay của em Hương. Chốt xe tặng luôn 10 triệu đồng. Vẫn bao rút hồ sơ cho mình. Vẫn bao rút hồ sơ cho mình luôn ạ. Chào anh Nguyễn Xuân Tháp, chào anh Nhàn Nguyễn, chào anh Hoa Lan. Fiat bản e xịn đời 2009, số sàn em Hương đang bán là 208 triệu. Bác nào chốt em để luôn cho mình, còn 200 triệu tròn, bao rút hồ sơ. Còn về i10 đời 2015 bản nhập khẩu đây, giá chào bán 215 triệu với nước sơn màu đỏ đẹp. Về dòng xe i10 thì em Hương có rất là nhiều, xanh, đỏ, tím, vàng em đều có nhá. Bản đủ, bản thiếu, bản một đầu hay hai đầu em đều có. Nên các bác quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. 415 triệu cho chiếc xe Hyundai i10, còn 405 triệu em vẫn bao rút hồ sơ cho mình. Chốt trên livestream mới được cái giá như vậy các bác nhé. Bên đây thì còn có một siêu phẩm CDX này. CDX đời 2009 bản nhập khẩu, động cơ trang bị 1.6 số tự động đẹp. Với cái cửa tiền trên 200 triệu xíu xíu thôi mà mua được xe nhập khẩu sedan 2 đầu. Đầy đủ phanh ABS, túi khí an toàn, cửa lắp, đề lộ thông minh, màn hình giải trí, cam lùi, cam hành trình. Thì chỉ có thể là CDX thôi. CDX đời 2009 em Hương đang bán là 238 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, chia sẻ đi các bác ơi, rồi em sẽ để cho mình với cái giá là 228 triệu. Hồ sơ em sẽ rút cho mình nên các bác yên tâm nhé. Bây giờ thì hồ sơ các bác, chị em rút hồ sơ rồi thì các bác chỉ cần về huyện là bấm biển là xong thôi. Nên là những cái khó thủ tục hồ sơ em đã làm hết cho mình rồi, nên các bác về chỉ việc bấm biển thôi. Đằng sau chiếc xe DX em còn có một chiếc xe La City EX đây. La City EX đời 2009, số tự sàn, động cơ trang bị 1.6 em Hương đang bán là 150 triệu. 150 triệu có xe đi rồi. Còn bên đây em còn có một chiếc xe i10. Vào đi lắng đơ rồi, em xin lỗi các bác nha, em đi vào chỗ dâm đây. Em cứ mãi nói quá là em không nghĩ ra mình đang đứng ở chỗ lắng. Lắng quá là sẽ bị đơ điện thoại, em sẽ đi vào bên trong luôn. Chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Lắng quá là bị đơ rồi. Vios em có nhá, Vios em còn có đời 2016 đây. Mỏi tay quá, một tay cầm ô, một tay cầm gậy. Đây nhá, em vào chỗ dâm rồi đây các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em đi ạ. Một siêu phẩm Vios đời 2016, một chủ máy zin, bản e xịn đời 2016, bản lắp ráp trong nước này. Vios em Hương đang bán là 365 triệu. Đối với dòng Vios đời 2016 này thì form dáng nó khác rồi. Vios bản e xịn biển 34 đời 2016 365 triệu. Bác nào mà ưng dòng xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, máy số ngon, tư nhân và một chủ máy zin thì các bác để lại số điện thoại cho em ạ. 365 triệu em sẽ để cho mình còn 355 triệu. 355 triệu là có thể sở hữu một em xe Vios rồi. Form dáng mới này, điều hòa mát lạnh hai vùng luôn rồi. Tay lắm cửa ốp mạ chrome. Với cái dòng này thì phanh ABS trang bị đầy đủ cho em rồi các bác nhé. Tư nhân đây, một chủ máy zin, 365 triệu, còn 355 triệu. Các bác có đi gia đình hay là có đi dịch vụ thì dòng xe này quá là ok luôn. Em chào anh Minh nè, chào anh Chi Tuấn này. Chào bác Ngô Văn Sáng này, chào bác Tâm Quang, chào bác Hoa Lan. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình cho em đây Hương được không ạ? Hôm nay các bác vào hơi ít so với mọi ngày rồi, hôm nay các bác lại ngủ trưa sớm à. Một chủ máy zin Toyota Vios đây ạ, 365 triệu, còn 355 triệu, chốt trực tiếp trên livestream đi. Vừa rồi bác nào hỏi em về cờ rui, thì em có cờ rui đây.
siêu phẩm cờ rui đời 2011 số sàn với động cơ trang bị là 1.6. Em Hương đang bán là 245 triệu. Mà xe shop là cái gì anh nhỉ? Anh Minh ơi, bình luận lại giúp em nhé, em đọc em chưa hiểu cơ. Em chào anh Văn Giang, chào em gái Lê Hương, em cảm ơn anh rất là nhiều. Chào bác Giang Vũ này, hai bác Giang đứng cạnh nhau rồi. Hai anh Giang ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Vừa rồi bác lại hỏi em về cờ đuôi thì đây, một trong những cái dòng xe này, thứ nhất là vẫn rất là vừa tiền, thứ hai là máy số khỏe, thứ ba là vừa cái ngoại hình và nội thất bên trong cực kỳ sang trọng, máy số thì ngon. Cờ rui đời 2011 em Hương đang bán là 245 triệu. Các bác nhìn này, đèn bi salon này, biển là biển 20 nhé, có đèn gầm rồi. Bác chủ cũ là người yêu thích sự thể thao khỏe mạnh nên là có thêm một cái dọc trắng này nữa này. Nhìn bên ngoài nó đẹp lắm ạ. Phanh ABS này, la răng 5 chấu dạng phay, xin nhan chân hồng, 245 triệu. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 7/2023. Bác nào quan tâm về dòng cờ rui này, các bác nhìn này, nội thất bên trong này. Nội thất bên trong cực kỳ là sạch sẽ luôn. Vô lăng thiết kế 3 chấu, có bọc vô lăng sạch sẽ rồi. Ghế da xa cao cấp xịn sò 2 màu luôn. Chevrolet cờ đuôi 2011, động cơ trang bị 1.6, em Hương bán cho mình với cái giá là bao nhiêu? 245 triệu, bác nào chia sẻ chốt xe, em để cho mình còn 235 triệu. Trực tiếp chốt trên livestream cho em ạ. Phía sau xe lắp hết cả lip bơ rồi, bốn mắt cảm biến va chạm quanh xe. Em này có cam lùi luôn rồi các bác nhé. Xe đẹp quá, cảm ơn bác Gia Hân, chào bác Cường Nguyễn này. Cờ đuôi 245 triệu, còn 235 triệu, chốt trên livestream cho em đi ạ. Chào bác Thợ Quang này, bên phía cạnh chiếc cờ đuôi thì em còn có một chiếc Tucson này. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao, dòng SUV đây. Biển Hà Nội, bác nào có ở tỉnh Hà Nội sẽ không lặng gánh thêm 20 triệu tuyệt đối vùng nữa đâu. Tucson đây ạ, 2010. Tucson 2010, 2 cầu máy xăng, số tự động đẹp, gương kính cụp chỉnh tự động cho em. Giá chào bán là 438 triệu. Phím mở một trạm thông minh trên tay lắm cửa này. Màn hình giải trí đầy đủ rồi. Ghế lái chỉnh điện, điều hòa auto. Em Hương quên không cầm chìa khóa ra. Bác Thơm Lê ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm cho em được không ạ? 2 cầu số tự động đẹp, Tucson máy xăng 438 triệu. Để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn trực tiếp cho mình nhé. Phanh ABS chống bó cứng, đèn bi salon có giải đèn LED rồi. Bác nào quan tâm kết nối Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn với một cái giá đẹp nào. Cảm ơn bác Thơm Lê, bác Thơm Lê chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Bên đây thì em còn có i10 này, i10 đời 2014 bản nhập Ấn này, em này là số tự động đẹp đây. Nếu mà nói về form số tự động thì nó sẽ cứng cáp, các bác nhìn này. i10 biển 34 nhập Ấn Độ, số tự động đẹp đời 2014. Em Hương đang bán với giá là 300 triệu. Động cơ trang bị 1.0, bản đủ nhá, đầy đủ cam lùi, cam hành trình, xi nhan trên gương, màn hình giải trí, túi khí an toàn. 300 triệu tròn, nếu như bác nào thiện chí, em để luôn cho chiếc xe i10 bản nhập khẩu này với giá là 290 triệu. 290 triệu các bác nhìn này, nội thất bên trong này. Xe này về các bác chỉ việc là đi thôi. Chỉ việc đi thôi, nếu như bác nào mà gần em sẽ phun cho mình bình xăng luôn. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng rồi. Ghế da cao cấp xịn sò luôn. Từng cái tiểu tiết bác chủ cũ là người rất là yêu xe luôn. Số tự động đẹp 300 triệu tròn, bác nào chốt trên livestream em để cho mình còn 290 triệu. Chỉ một mình em Lê Hương mới được cái giá đẹp thôi. Em chào anh Phan Chí Linh, chào anh Vĩnh Hoàng. Chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Còn ở đây bác nào quan tâm về Xpander này, một trong những cái dòng xe 7 chỗ ngồi số tự động mà khi ra mắt thị trường thì làm đánh giạt đi hết những dòng xe khác này. Điều đặc biệt thứ nhất là mới cái mức tiêu thụ nhiên liệu đây, chỉ 8,5 lít trong đô thị thôi, còn các bác đi ngoài đô thị và đường kết hợp thì chỉ 5 đến 6 lít thôi. Đã như vậy rồi, em nó lại có động cơ là 1.5 và máy eco nên là siêu tiết kiệm nhiên liệu. Bên trong nội thất xe thì nhiều công nghệ option cải tiến mới nhé. Vô lăng thiết kế 3 chấu này, có ga tay tự động cruise control, tổ hợp phím bấm có nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, hỗ trợ chống trơn trượt đây ạ. Em này order chuẩn là 4 vạn 2 đời 2020.
Số tự động đẹp đây, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi, đề lỗ thông minh, 3 làn điều hòa tương ứng với 3 hàng ghế, ngồi bên nào cũng mát cho em. 590 triệu là giá mà em Lê Hương đang chào bán cho siêu phẩm, cho siêu phẩm Xpander đời 2020 với động cơ trang bị 1.5 máy eco biển 99 này. Mặt phía trước của xe Xpander các bác nhìn nhé, mặt đa chấu nhìn đèn này khác hoàn toàn luôn, rất là nhiều đèn luôn. Xin nhan trên gương rồi, màu lâu đẹp. Giá chào bán bao nhiêu ạ? 590 triệu tư nhân sử dụng, bao rút hồ sơ vẫn thương lượng lọc lá thêm cho mình. Bác nào mà cần em bao vào tên, em bao vào tên con này luôn các bác nhé, bao vào tên luôn. Mặc dù con này đời cao, vào tên rất là nhiều tiền nhưng em sẽ bao vào tên cho mình. 590 triệu, các bác về chỉ việc lăn bánh là đi thôi. Còn bên cạnh chiếc Xpander thì em còn có một chiếc xe bán tải này, bán tải Ford Ranger. Bán tải Ford Ranger đời 2013 nhập khẩu, số tự động 2 cầu máy xăng. Em Hương đang bán là 395 triệu, biển Hà Nội, Ford Ranger bán tải đây. Đây là chiếc xe bán tải duy nhất số sàn 2 cầu hiện tại em Lê Hương đang có ạ. Xe đẹp quá, cảm ơn bác Xuân Cường. Chào anh Sĩ Lý, chào anh Nguyễn Văn Thế, chào anh Nguyễn Văn Hùng, chào bác Xuân Mai, chào bác Đỗ Đức Minh, chào anh Phạm Văn Sơn. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương chân dài được không các bác ơi? Nhiều xe đẹp lắm này. Hoặc các bác đến trực tiếp với địa chỉ duy nhất bên em Hương, 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Các bác vào chỉ bảo là anh xem livestream của Lê Hương hay anh là bạn của Lê Hương thì cái giá sẽ cực kỳ là ok luôn các bác nhé. Ford Ranger đời 2013, bản nhập khẩu, số sàn 2 cầu, 395 triệu. Còn bên cạnh đây thì em còn có hai con khủng long nữa đây. Một con khủng long Range Rover. Range Rover nhập từ Anh Quốc, đăng ký là đời 2008. Số tự động đẹp với nhiều công nghệ option này. Không chỉ có mang cá mập này, em nó còn có thể lâng hạ gầm tùy ý mình. Khi đi qua những cung đường khó này, đường lầm đầy lội thì nó có thể lâng được mông lên, hạ được mông xuống hoặc lâng đầu xe lên nhé. Lâng hạ gầm đầy đủ này, biển Sài Gòn chính gốc nhé. 699 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, bác nào muốn sở hữu một em xe khởi nghiệp đây, Range Rover em bớt luôn cho mình 20 triệu đồng trực tiếp trên livestream, còn 679 triệu. Đến xem xe em vẫn bớt thêm cho mình. Chào bác Lê Văn Thuần này, chào bác Phan Hòa này, chia sẻ nhiệt tình cho em được không ạ? Range Rover của em Hương đây tặng luôn 20 triệu cho đồng cho các bác nhà mình nhé. Có chế độ lâng hạ gầm này. Focus, Focus em tạm hết nhé anh Đỗ Đức Minh ơi. Ford thì em chỉ còn Ford Mondeo thôi, Ford Mondeo và Eco thôi. Còn dòng Focus em tạm hết rồi. Bên đây thì còn có Fortuner này. Fortuner đời 2013, số tự động đẹp, một cầu máy xăng, bản này 2.7. Em Hương đang bán chiếc xe Fortuner này với giá là 450 triệu, biển Hà Nội, gương kính cụp chỉnh auto tự động, xin nhan trên gương. 450 triệu em để cho mình, còn 440 triệu hồ sơ em rút cho mình. Bác nào muốn sang tên, em bao sang tên cho mình luôn. Các bác nhìn bên trong nội thất của em Ford Ranger này, một con voi luôn chứ không phải là xe nữa rồi. Em này là một cầu, số tự động đẹp, ghế lái chỉnh điện, 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa, có 2 loa chép này, máy số zin, keo chỉ zin luôn. Em này cao dã man luôn các bác nhá, lên cái tầm nhìn của em nó khi các bác ngồi xe Fortuner nó khác hoàn toàn với dòng xe i10. Nếu như i10 là nó ăn ít này, lành lặn này, nó hiền dịu, thì em này nó mang một cái phong cách đặc biệt khác nhá, cá tính rất hơn rất là nhiều. 450 triệu còn 440 triệu, còn bác nào muốn bao vào tên, em bao vào tên cho mình luôn. Hồ sơ em sẽ làm cho mình hết. Em chào anh Nguyễn Hiến này. Bên cạnh chiếc xe Ford Ranger đấy thì em còn có Fortuner đấy thì em còn có Mazda nhá. Mazda 3S đời 2009, số tự động đẹp với nước sơn màu trắng đẹp, có cửa lóc đầy đủ rồi, đèn bi salon. Mazda nhập khẩu em Hương đang bán là 285 triệu. 285 triệu cho chiếc xe Mazda của em Hương đây. Đời 2009 nhá, em này là bản 2.0, bản đủ cho em rồi. Còn 275 triệu cho chiếc xe Mazda số tự động, bản nhập khẩu, phanh ABS đầy đủ luôn. Dưới 300 triệu mua xe nhập khẩu Mazda, mà lại còn là Mazda S, có cửa lóc và đầy đủ cho em nhé. Còn vừa rồi thì em có lên một chiếc xe Cruy đời 2011. Thì bên cạnh đây, chiếc xe biển Hà Nội này là Cruy đời 2015. Cruy đời 2015 này, đèn bi salon này, có hai dải đèn led này,
Giờ con xe ô tô rẻ nhất là bao nhiêu tiền? Ô tô rẻ nhất em Hương đang có là 75 và 79 triệu. Một chiếc Spark van đăng ký 2 chỗ ngồi màu xanh 2008 em đang bán cho mình là 75 triệu. Một chiếc Spark màu bạc đăng ký 5 chỗ ngồi em đang bán cho mình là 79 triệu. Chỉ hơn tiền một con xe Vision một tí thôi là các bác có thể mua ô tô rồi. Điều hòa mát lạnh luôn, lắng như thế này. Vợ bà xã mình vừa mới chát được tí kem chống lắng vào, lại áo mưa áo lắng đùm vào thì còn gì là sự xinh đẹp nữa, đúng không ạ? Nhưng mà đi xe cỏ nhà em Hương thì không thế nhá, điều hòa mát lạnh luôn. Còn đây này, em Hương đang quay bên trong nội thất của chiếc Cruy. Cruy đời 2015 em Hương đang bán với giá là 310 triệu đồng. Bác nào quan tâm về dòng xe Cruy này, bản sedan 2 đầu đầy đủ đồ chơi rồi, em để cho mình còn 300 triệu tròn. Kết nối Zalo cho em để mua chiếc xe Cruy này với giá 300 triệu qua số hotline 0354602790 ạ. Chào anh Sơn Đài Bùi. Anh Sơn ơi, hôm qua anh bảo là con kia là biển D không thích, thì hôm nay em về thêm một con biển bình thường 5 chỗ ngồi 79 triệu anh nhá. 79 triệu là có xe đi rồi. Chào anh Đặng Văn Huy, chào anh Nguyễn Hữu Hảo này, chào bác Đặng Ngọc Thạnh. À, Đặng Ngọc Thanh, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi các bác ơi, nhất là nhiều xe luôn. Bên đây thì em còn có một chiếc Mazda 3 này. Mazda 3 đời 2015 với nước sơn màu đỏ nhá. Em này là màu đỏ cam tươi luôn. Nhìn cái màu của nó hơi rực rỡ. Nếu như bác nào yêu thích sự nổi bật, sự khỏe khoắn, sự phóng khoáng thì cái màu này quá là ok luôn. Biển 14 này, Mazda 2 đời 2015 số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.5, em Hương đang bán là 335 triệu. Chiều nay thì em sẽ lên video chi tiết về siêu phẩm Mazda 3 đây ạ. À Mazda 2, em xin lỗi cho Mazda 2. Ghế da zin này, số tự động này, màn hình giải trí này, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng rồi. 335 triệu, em để cho mình còn 325 triệu. Hồ sơ em sẽ rút cho mình. Xin nhan trên gương có rồi, lại còn có cả xin nhan trên hông nhá. Đèn bi salon cũng có luôn. Chào anh Đỗ Đình Tuấn Anh này, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương đi các bác ơi, được không ạ? Dòng xe Ford EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao SUV em Hương cũng có nhá. EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao, máy zin, sơn zin, tư nhân sử dụng. Đời 2015, xin nhan trên gương với cái nước sơn màu rất là đẹp luôn. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, em này thì có 8 túi khí an toàn. Bản Titanium cao cấp có đề lồ thông minh này, túi khí an toàn. Em này thì lên màn hình rồi, 420 triệu phanh ABS, sơn zin, máy số zin đẹp. Đời 2015, 5 chỗ ngồi gầm cao EcoSport đây ạ. Còn 410 triệu đồng, em sẽ bao rút hồ sơ cho mình luôn, các bác yên tâm về xe nhé. Chất lượng xe cam kết luôn trên văn bản mua bán giữa hai bên, không đâm xô và không ngập nước. Bên cạnh chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì em còn có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning bản SI đời 2015, đăng ký lăn bánh là 2016 này. Động cơ trang bị 1.2 bản lắp ráp trong nước. Các bác ơi, con Morning này nhìn form dáng nó đẹp lắm. Gương kính thì cụp chỉnh tự động này. La răng thể thao dạng mới rồi, phanh ABS đầy đủ cho em. Cái màu này là màu lông chuột các bác nhé. Nếu như mà màu vàng nó chóe quá thì đây này, bản SI biển 99 này. Nắp bô này, hai mắt cảm biến này đầy đủ rồi. Bản SI này là 255 triệu. Chốt trực tiếp trên livestream em để cho mình còn 245 triệu đầy đủ đồ chơi rồi. Về các bác chỉ việc đi thôi. Còn nếu như quan tâm về bán tải này, bên em Hương đang có 10 đầu xe bán tải này. Từ bán tải Chi Tông này, BT50 này, Nissan Navara, hay từ bán tải Isuzu D-Max em đều có nhá. Ở đây thì em có một chiếc bán tải Chi Tông máy dầu. Chi Tông máy dầu biển 34, Hải Dương tư nhân sử dụng. Chi Tông máy dầu đời cao 2017 mà giá chỉ có 485 triệu. Đời 2017 mà 485 triệu. Bản nhập khẩu số tự động đẹp đây ạ. Nhập khẩu số tự động đẹp, có xe bán tải Chi Tông đi nhá. Trần da 5D, ghế da cao cấp, số tự động đẹp đây. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, vô lăng 4 chấu có tích hợp các phím bấm trên vô lăng. Túi khí an toàn, một dòng xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng mà cắt thêm cái phần đuôi phía sau này. Nên là các bác ấy gọi đây là bán tải đây. Vừa đi gia đình, vừa làm công việc được. Chính vì chiếc xe tiền đẻ ra tiền này nên nhiều các bác rất là quan tâm. Máy số thì ngon, tầm nhìn cao, xa và rộng hơn những dòng xe khác các bác nhé. Chào bác Tuấn Hồ, chào bác Trần Tuấn, chào anh Nguyễn Bá Thọ này.
chia sẻ cho em Lê Hương được không các bác ơi? Các bác xem có bị mờ không ạ? Chào anh Hùng Xuân, chào anh Thọ Quang này, chào anh Nguyễn Đình Loan này. Nhiều xe đẹp lắm mà các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Bây giờ là em không đọc được bình luận đâu các bác, em chỉ nhìn thấy lượt mắt xem thôi. Nên là các bác là có bình luận cái gì mà em Hương chưa trả lời thì các bác ơi đợi một chút nữa xuống live em sẽ trả lời bình luận của mình nhé. Fiat thì em có bản e xịn đời 2016 số sàn đây, 365 triệu form dáng mới rồi. Còn đi sâu vào bên trong đây thì em còn có một chiếc xe Fiat nữa này. Fiat này cũng là điểm bản G nhá. Nếu như em màu đen thì là độ lên body kit thì em bản G màu bạc này thì giữ nguyên. Giữ nguyên hình dáng ban đầu. Giữ nguyên luôn các bác này. Fiat đời 2015 số tự động đẹp biển 34 form dáng mới rồi. Đèn bi salon, xin nhan trên gương, giá chào bán chiếc xe Fiat này là 418 triệu. Màu lâu có, màu đen có này, sàn hay tự động em đều có luôn. Form dáng mới, máy số cực chất luôn các bác nhé. Máy số thì cực chất luôn, ghế da zin cao cấp rồi. 418 triệu là có thể sở hữu một chiếc xe Vios này. Các bác muốn bao vào tên, các bác muốn bao sang tên hay như thế nào thì để lại số điện thoại, em sẽ tư vấn cho mình một cái giá hợp lý nhất nhé. Phanh ABS chống bó cứng này, bản G thì sẽ lên điều hòa là auto tự động rồi. Để lại số điện thoại cho em ạ. Chào anh Xuân Hùng, chào anh Trung Lê. Bên cạnh chiếc xe Vios thì em còn có một chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 form dáng mặt hề là mặt chú cười đây. Đời 2009 bản nhập đài, em Hương đang bán là 299 triệu. Mazda 3 299 triệu đây, cửa lóc đầy đủ rồi. Phanh ABS xin nhan chân hông đầy đủ luôn. Em này là form dáng hatchback nhá. Form dáng hatchback, cửa lóc đầy đủ, màn hình giải trí, túi khí an toàn cực lớn luôn. Nội thất ghế da sạch sẽ rồi, máy số thì chất luôn. 299 triệu ạ. Còn đi sâu vào bên trong đây thì em còn có một siêu phẩm đây. Em này em hay gọi là lồi đồng cối đá này. Bọn em lồi đồng cối đá Corona Antit đời 2010 số tự động đẹp. Động cơ trang bị 2.0. Em Hương đang bán là 395 triệu. 395 triệu đời 2010. Động cơ trang bị 2.0 đây. Đấy, Corona Antit các bác nhá. Lồi đồng cối đá ấy ạ, đi thì phá không hỏng đâu. Số tự động 395. Còn 385 triệu chốt trên livestream cho em đi ạ. Biển số cũng cực đẹp luôn. Bên cạnh Corona Antit thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Một siêu phẩm Captiva 7 chỗ ngồi số sàn giá rẻ đây. 215 triệu là có thể mua Captiva đi rồi. Hơn nữa lại còn 7 người nhá, chở được 7 người đây. Động cơ trang bị là 2.4 Captiva đây. 215 triệu bớt 10 triệu trên livestream cho em. Corona Antit của nhà Toyota có rồi, thì em còn có một chiếc xe Camry. Camry đến từ nhà Toyota đây, biển 34, 4 số, một chủ từ mới đây. Camry 2009 bản nhập đài, động cơ trang bị 2.0, em Hương đang bán là 415 triệu. Form dáng xe sang nó khác hoàn toàn các bác nhé. Nếu như Vios đi đã sướng rồi thì Corona Antit và Vios nó là đẳng cấp khác luôn. Động cơ trang bị là 2.0 ạ. Corona Antit 415 triệu, để lại số điện thoại em sẽ bớt cho mình hết những cái nẻ đi nhá. Ôi, xe mẹc lại về thêm rồi các bác này. Một dòng xe mẹc biển Hà Nội 4 số, một chủ sử dụng. Một chiếc xe mẹc C240 đời 2004 số tự động đẹp, mẹc nhập khẩu đây. Nhiều bác nghĩ rằng là có tiền mới đi mua được xe mẹc. Công nhận là phải có tiền mới mua được xe, nhưng mà không cần có nhiều. Chỉ cần có 190 triệu thôi là có thể đi xe mẹc rồi. Số tự động đẹp, điều hòa auto, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, túi khí an toàn. Mẹc xe 240 190 triệu, dòng xe mẹc quá là rẻ luôn. Chào anh Trung Lê, chào anh Mạnh Trần này. Bên đây thì em còn có một chiếc cờ đuôi nữa đây. Chevrolet cờ đuôi đời 2012 số sàn lướt sơn màu trắng đẹp, bản sedan 2 đầu. Đời 2012 thì em Hương đang bán là 258 triệu. 258 triệu cho siêu phẩm Chevrolet cờ đuôi số sàn nhé. Màn hình giải trí đầy đủ rồi, nội thất bên trong cực kỳ là sạch sẽ luôn. Trên 200 triệu mà các bác bảo Hương ơi cho anh xem một loại xe nào mà tầm 200 triệu hoặc hơn 200 triệu. Thì cờ đuôi này, Fiat này rất là nhiều, hoặc những cái xe Kia Morning i10. Thì các bác toàn đi dòng xe lành lặn thôi, quá là đẹp luôn. Máy số thì ngon.
rất là nhiều xe luôn các bác nhá. Đây rồi, xe DX đây rồi. 250 triệu quay đầu mà có xe số tự động nào đẹp không thì chỉ có thể là xe DX thôi. Xe DX biển 36 bọng form dáng sedan 2 đầu, số tự động nha các bác nhá. Xe DX đời 2010 bản nhập khẩu, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, túi khí an toàn. Đèn là đèn halogen này, la răng 5 chấu dạng phay. Xi nhan kết hợp ở trên hông rồi, có phanh ABS chống bó cứng này. Phanh ABS đi được cực kỳ an toàn luôn. Xe DX siêu phẩm đây, 245 triệu là có xe số tự động đi rồi các bác này. Sấy sợi kính có luôn cả sấy sợi ghế nhá. Số tự động đẹp với đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng rồi. Ghế da hai màu. 240 triệu, 250 triệu quay đầu thì các bác hãy mua xe DX cho em đi ạ. À, bản đổ rồi. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí combo đầy đủ hết cho em. Các bác về chỉ việc đổ xăng là đi thôi. Bác nào mát vía thiện chí em sẽ phun bình xăng luôn cho mình. Chào bác Lê nhìn trộm em, chào bác Phùng Thị Duyên, chào bác Nguyễn Đình Đông, chào bác Hải Hà Văn Đình, Đình Văn Hà, Đinh Văn Hà đúng không ạ? Đinh Văn Hà. Chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Vios thì em còn có Vios đời 2019, số sàn đời cao chót vót đây. Vios đời 2019 với động cơ trang bị 1.5 số sàn, nước sơn màu trắng đẹp, form dáng mới nhá. 415 triệu cho siêu phẩm Vios đời 2019 đây ạ. 415 triệu form dáng mới luôn. Các bác nhìn Vios đời mới này, form dáng cực xịn sò luôn. Nếu như những form dáng cũ của Vios thì nhìn nó không được thanh thoát thì em này nhìn rất là sang luôn, lên một đẳng cấp khác luôn. Vios 2019 số sàn em Hương đang bán là 415 triệu, vẫn thương lượng độc ná thêm cho mình. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Em chào anh Nam Đỗ này, chào anh Dung Nguyễn này, chào bác Phùng Thị Duyên. Chia sẻ nhiệt tình cho em các bác nhé. Nếu như mà các bác bình luận mà chưa thấy em đọc lại thì xuống livestream em sẽ để lại số điện thoại cho mình. Nhìn thích quá mà chưa đủ tiền lên thăm em Lê Hương, cố lên anh ơi. Đàn anh trai nhà em thì xe cứ phải là chất lượng, mà giá thì cứ phải giá người nhà thôi. Nếu như mà đi chợ bây giờ mà nó không được mùa như ngày xưa thì thôi về làm con xe chạy dịch vụ anh ạ. Hơn 200 triệu đi Y10 cũng được, về gần vợ gần con. Nhiều bác cũng trước kia cũng lái xe tải Bắc Nam các kiểu, nhưng bây giờ chán rồi, muốn gần vợ gần con thì độc toàn nhờ em Hương tư vấn cho những dòng xe như Vios hoặc Y10 thôi. Về chạy dịch vụ thì quá là ok luôn. Ở đây thì em Hương còn có một chiếc xe Innova này. Innova đời 2011, một chủ tư nhân sử dụng, máy số zin nhá, biển 29 Hà Nội. Innova đời 2011 bản G xịn, em Hương đang bán là 289 triệu. 289 triệu cho chiếc xe Innova đời 2011. Lên màn hình giải trí rồi, túi khí an toàn. Xpander em có đời 2020 anh Mạnh Lạnh Lùng ơi. Xpander em có số tự động đời 2020 màu lâu cà phê nhá. Bản 1.5 máy eco. Chưa còn ngoài trời nữa. Ngày nào cũng phải bêu lắng mất 1 tiếng rưỡi ạ. Trưa nào cũng như trưa nào lắng mưa. Trừ khi sấm sét to là em sợ là em không like thôi, chứ còn mưa to mà không có sấm là em vẫn like bình thường. Lắng lắm ạ. 590 triệu cho chiếc xe Xpander đời 2020, máy 1.5 eco anh nhá. Anh Mạnh Lạnh Lùng ơi, để lại số điện thoại và tư vấn cho mình. Còn bác nào mà tầm kinh tế dưới 300 triệu thì em có Innova đây. Innova 289 triệu đời 2011, số sàn 2.0, giá chào bán 289 triệu, máy zin một chủ ạ. Vios thì em có nhiều lắm. Anh Lê nhìn trộm ơi, anh muốn quan tâm về sàn này tự động ạ. Nếu như sàn thì em có này, Vios đời 2019, máy số mới nhá, máy trắng rồi. Động cơ trang bị 1.5, 415 triệu cho chiếc xe Vios đây ạ. 415 triệu cho chiếc xe Vios của em Hương đây. Màu trắng đẹp, bản e xịn đây. Đời cao chót vót luôn. Anh Mạnh Lạnh Lùng để lại số điện thoại để nhờ em Hương tư vấn về xe Xpander đúng không ạ? Em sẽ quay luôn trực tiếp cho anh này, tí nữa xuống livestream để em sẽ gửi cho anh video chi tiết về chiếc xe Xpander của em Hương nhé. Còn bây giờ thì các bác cùng em Hương ngắm lại chiếc Xpander siêu phẩm đây ạ. Xpander đời 2020, số tự động đẹp, động cơ trang bị là 1.5 máy eco. Mức tiêu hao nhiên liệu đây, 8 lít rưỡi nếu như đi trong đô thị, còn đi ngoài thì chỉ 5-6 lít thôi. Vì em này là máy eco, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Ở trên tay nắm cửa có phím mở một trạm thông minh.
Đấy, các bác chỉ cần mở ra thôi sẽ cảnh báo luôn. Các bác nhìn này, ở đâu ra có những cái dòng xe mà nó đẹp từng con ốc như này không ạ? Từng con ốc luôn. Hỗ trợ chống trơn trượt này. Những cái dòng xe đời cao thì mới có khẩu lệnh trên vô lăng này. Nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, túi khí an toàn, cam hành trình, cam lùi đầy đủ rồi. Xpander 590 triệu, anh Mạnh lạnh lùng ơi. Rất là nhiều xe đẹp luôn các bác này. Chào anh Quân Nò nhé, chào anh Đời Là Thế, chào anh Nguyễn Ngọc Biên. Đây này, Fiat em cũng có nhiều nhá. Xpander 2020 590 triệu, em sẽ bao rút hồ sơ cho mình. Còn Fiat thì em còn có bản G này. Fiat bản G biển 34 độ lên body kit rồi, cam lùi, cam hành trình đầy đủ cho em. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ nhá. Các bác thắc mắc là độ lên body kit nó như thế nào thì đây các bác này. Độ lên body kit nó sẽ như thế này này, khác hoàn toàn so với những cái dòng những đời khác nhé. 418 triệu Vios bản G xịn đời 2015 có Vios đi. Em này là số tự động này hơn 400 triệu. Còn nếu như mà mình có tầm tiền tăng tăng thôi. Accent bản full hoặc bản bay em đều có anh Tuấn Phạm ơi, để lại số điện thoại nhá và cùng em xem livestream này. Vios bản E xịn đời 2009 em Hương đang bán với giá là 208 triệu. Bác nào quan tâm thì em để luôn cho mình còn 200 triệu tròn chiếc Vios bản E xịn đây. Lúc nào xong thì em sẽ inbox dạ một lúc thôi ạ, tầm 5 phút nữa em sẽ nghỉ thôi. Em sẽ quay lốt hai chiếc xe Vios Accent cho anh Phạm Tuân này. Anh Tuấn Phạm, anh Tuấn Phạm ơi, anh hỏi về Accent thì hỏi đúng chỗ rồi. Kiểu như các cụ nói là gái đúng chỗ ngứa đây các bác nhìn nhá. Hôm nay thì em Hương về Accent này. Hyundai Accent biển 98, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, form dáng mới bản thể thao đây. Đây này, Accent này. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa đây. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh rồi. Đề lỗ thông minh, ghế da hai màu. Accent đời 2018 giá chào bán là 495 triệu. Đèn bi salon giải đèn led, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi. Accent 2018 1.4 nhá, 495 triệu. Ở trên đây thì cũng có Accent đời 2019 này. Nhưng điều đặc biệt là hai em này lại bằng tiền nhau. Rõ ràng là hơn nhau một đời nhưng lại bằng tiền nhau. Đơn giản là vì cái bác này ở Hải Dương này. Bác ấy là người quen của em Hương nên bác ấy để cho em cái giá quá là thơm luôn. Nên bác nào mà yêu thích dòng Accent bản bay thì em có nhá, bản đây bác này. Accent đây. À hỏi số sàn thì em có màu lâu cà phê và màu đen anh nhá, và màu trắng nữa. Tự dưng bác bảo là ai hỏi số sàn Bà Nội là em tụt hết cả cảm hứng. Thôi đằng nào em cũng nói rồi thì em nói luôn nhá. Accent đây, đời 2019, số tự động đẹp 495 triệu. Đây em sẽ quay lốt cho bác Tuấn con Accent số sàn của em Hương nhá. Accent số sàn em có 3 chiếc màu đen, màu lâu và màu trắng đời 2018 và 2019 này. Đây anh ơi, Accent số sàn đây. Accent số sàn đời 2019, bản này là số sàn đây, động cơ trang bị 1.4. Em Hương đang bán là 428 triệu. Em này là màu lâu nhá, em còn màu trắng này và màu đen nữa, đều là 2018 và 2019 thì em này là đời 2019 đây. Màu lâu cà phê đẹp. Đèn bi salon này, phanh ABS, gương kính này cụp chỉnh tự động cho em. Xi nhan trên gương, phím mở một trạm thông minh. Bên trong xe này có màn hình này, hỗ trợ trơn trượt rồi. Khẩu lệnh nghe gọi đầy đủ luôn nhá. Accent màu lâu cà phê bản số sàn đây ạ, 428 triệu. Anh ơi để lại số điện thoại em tư vấn cho mình nhá. Accent số sàn đời 2018 nữa đây, biển 98 này. Đèn bi salon rồi, em này thì kém một đời so với con lâu nhá. Con đen này là kém một đời này. Lên đèn bi hết rồi, xin nhan trên gương. Hyundai Accent đời 2018, phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa đây. Các bác có kén màu nào thì em cũng đều có luôn. Kén màu nào, xanh, à màu lâu này, màu đen và màu trắng thì em đều có luôn. Con này thì 416 triệu. 416 triệu đời 2018 đây ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Hyundai Accent đợt này em về toàn đời cao thôi. Ít nhất là đời 2015, 2018 và 2019 toàn làm đời cao chót vót thôi. Cho các bác đi cho nó lét, cho nó sướng được không ạ? Cảm ơn bác Tuấn Phạm đây ạ. Để lại số điện thoại nhé. Chào anh Đình Biên, chào anh Lên Võ này. Để lại số điện thoại em Hương sẽ tư vấn trực tiếp cho mình.
về accent số sàn hay là số tự động thì em Hương đều có luôn, đời cao chót vót luôn. Chào anh Tô Biên nhé, chào anh Lên Võ, vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Những bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em được không ạ? Cho anh xem con i10 số tự động à. Để em quay cam lại, em quay lốt cho con i10 cho anh Bùi Quý xem nhé. i10 có nhiều lắm anh ạ, 2015, 2017 thì em quay luôn cho anh này. 2014 em cũng có, anh Bùi Quý ơi, để lại số điện thoại để em tư vấn cho mình nhé. i10 số tự động đâu nhỉ? Để lại số điện thoại em tư vấn cho anh nhá, anh Bùi Quý nhá. i10 số tự động em nhiều lắm. Sàn hay là tự động em đều có đây rồi, i10 1.2 tự động đây rồi. i10 1.2 biển 37 số tự động với nước sơn màu trắng đây. Gương kính thì cụp chỉnh tự động nhá. Số tự động đẹp. Em này em Hương đang bán với giá là 328 triệu i10 đời 2015. Bản nhập ấn này, bản này là bản đủ 1.2 đầy đủ cho em. Cam lùi, cam hành trình, cảm biến va chạm đầy đủ, 328 triệu có i10 số tự động đi đây. i10 số tự động bản đủ 1.2 nhá, đời 2015, 328 triệu xi nhan trên gương. Đèn halogen này, phanh ABS, mâm thể thao rồi, mâm đúc hợp kim. Chốt cửa rồi nên không thể mở ra được. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em anh Bùi Quý nhá. Chào bác Su Su Dương, chào anh Lô Dần, chào bác Trần Bùi đây ạ. Còn nếu như số sàn thì em cũng có đời 2014 này, em này thì giá rẻ thôi, 195 triệu cho chiếc xe i10 2014 của em Hương đây. Số tự động thì em có 14 này, 15 và 17. Chiếc 15 này là 328 triệu. Kết nối Zalo để em tư vấn cho mình nhé. Để lại số điện thoại em tư vấn cho mình. Còn nếu như bác nào quan tâm về số sàn 2016 thì em có đây, i10 2016 số sàn. Động cơ trang bị là 1.0 nhá, 268 triệu, em i10 là i10 bản đủ rồi. i10 bản đủ 268 triệu. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng cũng như là báo giá về rất là nhiều dòng xe đang được bán trực tiếp bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Những bác nào mà đang quan tâm về mẫu xe nào thì nhấc máy lên, liên hệ trực tiếp cho em qua hotline 0354602790. Để được em Lê Hương tư vấn cho một cái giá đẹp nhé. Cảm ơn tất cả khách hàng đã quan tâm và ủng hộ em trong suốt vừa thời gian qua, cũng như là cùng em xem hết buổi báo giá ngày hôm nay. Địa chỉ bên em với địa chỉ là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Bác nào mà muốn xem xe trực tiếp, chạy thử xe để cảm nhận được chất lượng của xe như thế nào thì cứ đến trực tiếp bên em, hoặc kết nối Zalo em sẽ gửi định vị cho mình qua xem xe cho dễ nhé. Còn bây giờ thì em xin phép được gửi lời chúc sức khỏe tới khách hàng nhà mình. Em xin phép được dừng buổi báo giá ngày hôm nay ở đây. 11:30 và ngày mai thì em sẽ lại lên sóng báo giá rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Rất mong là sẽ được khách hàng quan tâm và ủng hộ ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Bác nào mà để lại số điện thoại thì bây giờ em xuống nay em sẽ tư vấn cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.